you stay, I lose down till the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Thay mặt cho lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời chào tới các thầy các cô, các bác phụ huynh và cùng toàn thể các em học sinh của trường Trung học phổ thông An Dương Hải Phòng đã lựa chọn Học viện Nông nghiệp Việt Nam là một điểm dừng chân giữa chặng trong quá trình mà các em tham gia chương trình trải nghiệm của trường ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh của nhà trường xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới sự đón tiếp nồng hậu của học viện và đã mang những thông tin rất bổ ích cho công tác hướng nghiệp của học sinh nhà trường. Và đây cũng là cái yếu tố tạo nên thành công của cái chuyến trải nghiệm ngày hôm nay của học sinh nhà trường. Song.
Mai, 16 tuổi, học lớp 10C19, trường Trung học phổ thông An Dương. Thì hôm nay em được đi trải nghiệm ở Học viện Nông nghiệp và Làng Văn hóa 54 dân tộc. Hôm nay em đã học hỏi được rất nhiều từ sự ứng nghiệm của các thầy, các cô, cũng như mở rộng thêm hiểu biết về các vị anh hùng dân tộc Việt Nam. Khi đi em cảm thấy rất vui và phấn khích về chuyến đi lần này. Em cảm ơn thầy cô, nhà trường và công ty đã tạo điều kiện cho chúng em có những buổi đi chơi trải nghiệm thật vui và thật đầy ý nghĩa. Xin chào mọi người.